Xin chào anh chị, em là Quyền Trang. Thì hiện tại là nằm ở phường 2 của thành phố Tân An, tỉnh Long An. Có một căn nhà đang cần bán gấp gấp lắm luôn rồi anh chị ơi. Và chủ đang kêu với giá là 1 tỷ 9. Thì Quyền Trang sẽ quay lại cho anh chị mình xem ha. Thì ở ngoài trước mặt mình là cầu Tân An đó anh chị. Đó, đây là em quay ở trên cao cho anh chị mình nhìn xem ha. Thì nhà của mình là nằm ở khu phố 5, phường 2, thành phố Tân An. Thì ở đây là cũng như là trung tâm của thành phố Tân An luôn á anh chị. Ở đây thì anh chị đi chợ, trường học, ủy ban đồ á, bệnh viện, rồi siêu thị đồ á, mình đi rất là gần luôn ha. Thì nhà mình cách chợ đồ á chỉ có khoảng tầm chừng 700-800 mét thôi, nói chung gần lắm. Nếu như anh chị nào ở Sài Gòn đi ha, mình tính ở hướng Sài Gòn đi. Thì nếu như mà ở Sài Gòn á, anh chị đi về theo cái trục đường quốc lộ 1A, đi về hướng miền Tây á, khi mà anh chị đi tới cây cầu Tân An, cái vừa qua cầu Tân An luôn, là anh chị sẽ quẹo mé bên tay phải, mình đi theo đường Quỳnh Việt Thanh ha anh chị. Thì cái con đường lậu nhựa trên cái video của em nè, thì anh chị thấy đây là đường Quỳnh Việt Thanh nè ha. Ở nhà mình đó là cách đường Quỳnh Việt Thanh này chỉ có 130 m thôi. Còn ở mé bên tay phải nữa là con sông ha anh chị. Đấy, sông Vàm Cỏ đâu ha. Sông rất là rộng luôn. Thì đây nè, khi ở cái đường Quỳnh Việt Thanh á, anh chị chạy tới gần cái ngã ba. Đây ngã ba nè anh chị thấy không? Giao nhau giữa đường Quỳnh Việt Thanh và đường Quỳnh Văn Gấm ha. Thì nhà của mình là nằm ở cái khúc này nè anh chị. Đây. Đó, đó thì anh chị xem. Đây, thì từ ở cái con đường Quỳnh Việt Thanh á, anh chị đi vô là đường xe ô tô. Thì mình đi vô khoảng tầm chừng 130 m thôi là sẽ tới căn nhà mà hôm nay Quyền Trang giới thiệu cho anh chị. Nhà của mình là sẽ có hai mặt tiền đường luôn nha. Và một mặt tiền á là đường xe ô tô 7 chỗ. Một đường á thì em thấy là nó là đường thông, nhưng mà hiện tại thì nó còn một cái khúc á nó chưa có làm xong ha. Đó, còn ở gần đi ra tí xíu nữa là có một con sông rồi. Thì ở ngoài đó là đang có dự định là làm bờ kè luôn nha anh chị. Cho nên là anh chủ có nói với em là dạo gần đây là có nói chung là có một số anh chị vô mua nhà ở gần đây nè, để đón đầu cái bờ kè ở đây. Tại vì anh nói là chắc chắn là sẽ làm bờ kè luôn. Thì em nhìn ở bên kia là người ta đã làm bờ kè rồi. Có bên mình thì từ cầu Tân An đi lại thì em thấy là một đoạn nó đã làm rồi, một đoạn thì chưa làm ha anh chị. Một lát ở cuối video á, Quyền Trang sẽ quay em chạy từ đó. Ê, nè, từ cầu Tân An nè anh chị nhìn đó, nó có một đoạn là người ta làm rồi đó anh chị. Rồi bây giờ em sẽ quay về căn nhà của mình ha. Thì đây là căn nhà em giới thiệu cho anh chị. Nhà mình á, là nó nằm ở trong cái hẻm của đường Quỳnh Việt Thanh, đường xe ô tô vô tới nha. Thì tổng diện tích căn nhà của mình á, là bề ngang là 20, bề ngang là 15, chiều dài là 20. Có 300 m² thổ cư và chủ nhà kêu với giá là 6 tỷ 4. Thì nguyên miếng luôn là tới ngang tới 15 lận, chiều dài 20 ha. Có 300 m² thổ, giá là 6 tỷ 4. Nhưng mà chủ nhà nói là nếu mà được có bán hết nguyên miếng luôn thì giá cả là mình sẽ còn thương lượng nha. Còn nếu như mà anh chị thấy mà 6 tỷ 4 nhiều quá, anh chị mình muốn mua một căn thôi hoặc là muốn mua ngang 4 m thôi thì chủ nhà vẫn tách ra luôn. Tại vì ở đây là chủ nhà xây tới 3 căn lận, cho nên là chủ nhà nói mà nếu anh chị muốn mua nhỏ thì chủ nhà sẵn sàng sửa tường lại rồi tách sổ ra cho anh chị. Thì nếu như mà bán nhỏ là bán là một căn nhà nhỏ ha, là ngang 4 m, chạy dài vô là 20, có 80 m² thổ cư, chủ sẽ kêu với giá là 1 tỷ 9 và sẽ bao trọn gói giấy tờ cho anh chị mình luôn. Thì đây là con hẻm trước nhà mình nè anh chị. Hẻm này là đường xe ô tô 7 chỗ là vô vi vu thoải mái luôn ha, có chỗ quay đầu xe luôn. Ở đây anh chị đi ra 130 m thôi là mình sẽ tới đường Quỳnh Việt Thanh ha. Còn nếu mà anh chị quẹo mé bên tay phải thì sẽ ra đường Quỳnh Văn Gấm. Còn quẹo mé bên tay trái thì mình sẽ ra chợ, ra hướng ở bên cầu Tân An. Rồi thì đây là căn nhà của mình nè, mặt tiền siêu rộng luôn anh chị ơi. Mặt tiền là hai mặt tiền lẫn nha. Một á là mặt tiền đường đam bên này, hai á là mình có mặt tiền hẻm bên này nữa nè. Hẻm này là hẻm thông nha anh chị thấy vậy chứ, hẻm thông á, trên giấy tờ sổ đất của mình á là có thể hiện luôn. Thì đây. Còn cái hướng bên này là cái hướng mà mình đi ra con sông đó anh chị, là đang có dự án là mở bờ kè đó. Thì từ nhà mình cách cái chỗ mà mở bờ kè đó đó thì em nghĩ chắc khoảng tầm chừng 70-100 m ha. Là sau này là mở bờ kè là hẻm của mình sẽ thông với cái bờ kè đó luôn. Ở đây thì dân cư rất là đông đúc luôn nha.
Em mới vừa nghe anh chủ nói là đang mới có một căn ở bên trong bán ngang 4 dài 23, giá là 2 tỷ tư luôn đó anh chị. Mới vừa bán xong, anh chủ nói trời à, anh biết là hy vọng bán căn của anh sớm sớm. Rồi thì không có duyên ha, nhưng mà hy vọng là sẽ có duyên với Quyền Trang ha anh chị. Thì anh chị thấy là nhà mình thì nhìn rất là dễ luôn, bề ngang là từ ở bên này đi ngang qua tới bên này, ngang là 15 mét nha. Đó. Bề ngang là 15, chiều dài là 20, có 300 mét vuông thổ cư thì bán hết luôn, giá là 6 tỷ tư. Còn cái đây là cái con hẻm bên hông nè, đường này là đường thông nha. Em thấy là đi thông qua có, nếu mà anh chị xuyên thì mình đổ đường đan nữa, có khoảng tầm chừng 30 mét thì gì nữa thôi là mình tới cái hẻm bên kia rồi. Nè, sổ đất của mình có thể hiện hai đường rõ ràng luôn nha, một hẻm ở ngoài trước với một cái con đường bên hông. Đấy, còn đây là sổ nè, anh chị thấy nè, đường Huỳnh Việt Thanh ha, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An, có 300 mét vuông, có thổ cư full luôn ha anh chị, có chủ quyền nhà đầy đủ hết luôn á, nói chung là giấy tờ đầy đủ hết luôn. Thì ở đây á, chủ xây 3 căn, một căn á là phòng, một căn là bên nhà chính để ở ha, còn hai căn còn lại á, là chủ xây là ngang 4 dài 20, hai căn còn lại á, thì chủ cho thuê nhà trọ. Cho nên là nếu anh chị mua nguyên căn này á, là 6 tỷ tư, giá cả còn thương lượng, mà anh chị vô là mình sẽ có quê lợi sẵn, để bên gọi là có nguồn thu nhập sẵn mỗi tháng luôn ha. Thì mỗi tháng thì chủ có cho thuê một căn là giá là hình như là 3 triệu một tháng hay gì đó anh chị. Chủ cho đang cho thuê là 3 triệu một tháng ha, hai căn thì mình sẽ được 6 triệu. Quyền Trang sẽ vô qua trước một căn cho anh chị mình xem. Thì một căn như vậy á, là bề ngang là 4 mét chạy dài vô bên trong ha. Thì mình sẽ có là ở ngoài trước là cái sân, ở đây là cái khu vực phòng khách nè, rồi có hai phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh đầy đủ hết. Đó, thì nếu mà anh chị mua hết thì mình mua hết, còn nếu không thì anh chị mình mua một căn, chủ vẫn bán một căn luôn nha, và chủ sẽ bao trọn gói giấy tờ cho anh chị mình luôn. Thì một căn á là chủ sẽ bán là ngang 4. Thì mình sẽ có một phòng khách, hai phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh đồ như vậy nè ha. Giá là 1 tỷ 9 nha. Giấy tờ sổ hồng sẽ tách ra đầy đủ cho anh chị mình luôn. Đó. Ở ngoài sau là mình còn một khoảng trống để xây nhà nữa nè. Đây đây là căn thứ nhất nha. Chủ nhà đang cho thuê luôn. Rồi bây giờ là em sẽ đi qua căn thứ hai quay cho anh chị mình xem. Thì Quyền Trang xin nhắc lại nha, nếu anh chị mua hết luôn, ngang 15 dài 20 có 300 mét vuông thổ cư, nhà giao toàn bộ cho anh chị như vậy hết thì giá là 6 tỷ tư. Còn nếu mà anh chị muốn mua một căn thôi á, là bề ngang 4 mét, chiều dài 20, có 80 mét vuông thổ cư, giá sẽ là 1 tỷ 9 ha. Thì đây là cái căn thứ hai nè anh chị. Đó. Đó thì anh chị muốn mua căn nào cũng được ha. Anh chủ thì anh gấp lắm rồi, anh đang cần bán gấp nha. Có hai căn thì căn nào cũng như nhau hết anh chị, thì mình cũng sẽ có một phòng khách nè, hai phòng ngủ, rồi ở ngoài sau là nhà bếp, nhà vệ sinh. Nếu anh chị nào mà mình thích nhà mình cho mới hơn á, thì có gì khi mà anh chủ anh sửa nhà lại tí xíu á, mình nhờ anh sơn lại luôn giùm ha, mình sơn nhà lại nữa là nhà mình sẽ mới ngon lành lắm anh chị. Đó. Rồi thì một căn như thế này anh chủ sẽ bán á, là ngang 4 dài 20, có 80 mét vuông thổ cư, sổ hồng tách riêng ra cho anh chị luôn, giá là 1 tỷ 9 nha. Còn anh chị nào mà mua luôn hai căn á thì giá là 3 tỷ 8. Thì giá cả là mình sẽ gặp trực tiếp anh chủ để mà thương lượng. Thì anh chị nào mà có quan tâm miếng này thì anh chị cứ alo Quyền Trang. Quyền Trang sẽ cho anh chị số điện thoại của anh chị chủ nhà luôn, và mình gặp trực tiếp anh chị chủ nhà để mà mình xem giấy tờ rồi mình thương lượng giá cả đâu ha. Mình xem nhà đâu. Bên này là bên căn nhà chính nè anh chị. Bên này thì hai căn bên kia là ngang 4 dài 20, thì cái căn bên này là chủ xây rộng hơn. Căn bên này là để cho gia đình ở, thì mình sẽ có là một phòng khách, rồi cũng hai phòng ngủ nè, khu vực nhà bếp, nhà vệ sinh, rồi nhà sau nữa. Đó. Đồ để hơi nhiều ha, chứ mình dọn ra thì rất là trống luôn, mình sơn lại nữa là nó rất là đẹp. Đây một phòng ngủ của mình nè. Đó, thì anh chủ anh cũng hy vọng là được thì mình bán hết nguyên căn luôn là ngang 15 dài 20, giá là 6 tỷ tư ha. Nói chung là được bán nguyên căn thì tốt nhất, còn nếu không thì bán một căn cũng được, còn nếu không đẹp nhất luôn thì
Hy vọng là anh chị nào mua 2 căn ha. Ngang 8 dài 20, giá là 3 tỷ 8. Đó, đây là khu vực nhà bếp và đồ nè anh chị. Đó, bên căn này thì gia đình ở ha. Đó, nhà vệ sinh thì nằm ở bên này. Căn bên này thì sẽ rộng hơn. Đây, nhà của mình thì sẽ nằm ở hướng Tây Bắc ha. À, ở khu vực đây thì anh chị đi ra lộ nhựa chỉ có 130m thôi. Cách chợ trường học ủy ban thì khoảng tầm chừng 800m thôi. Đó, ở ngoài đây là còn một miếng đất nữa nè. Nhà mình nha, xong tới miếng đất rồi tới cái nhà lầu bên kia là tới cái hẻm luôn á anh chị. Đó, cái hẻm mình là thông ra cái hẻm bên này. Em sẽ đi ra ngoài á, em đi cái bên hông cho anh chị xem cái hẻm ha. Anh chị thấy nhà này như thế nào ta? Chủ đang cần bán gấp, gấp lắm luôn rồi anh chị ơi. Được thì anh chị alo cho Quyền Trang nhanh nhanh nha. Thì bán một nhà thì là giá là 1 tỷ 9, 2 căn thì giá là 3 tỷ 8, còn mà bán hết luôn giá là 6 tỷ 4. Và giá cả là sẽ thương lượng nhẹ cho anh chị nếu mà anh chị mua hết ha. Đó, rồi cái đường của mình nè, xe rất là bự luôn. Đó, đây cái hẻm của mình, nên là cái này là hẻm 2m nha. Hẻm này thì hẻm 2m thôi, nhưng mà hẻm này là thông qua bên kia luôn. Đây em sẽ đi ra cho anh chị xem ha. Nhà mình là chạy dài vô 20, là đây là tới cuối nhà nè, tới xanh xanh ở đây là cuối nhà mình rồi nè hai anh chị. Sau đó là tới một cái miếng đất trống nè. Đó, trời, miếng đất trống này mà chủ mà mua được cái căn ở ngoài trước là mặt tiền luôn ha. Đó, miếng đất trống này khoảng tầm chừng 20m hay gì hả anh chị ơi. Đó, mình đi hết nguyên cái miếng đất trống này là mình sẽ tới cái căn nhà lầu nè, tới cái hẻm nè. Hẻm bên này em thấy người ta làm rồi nè, đó anh chị, đó anh chị thấy không? Đây. Đó, cái hẻm của mình là thông qua cái hẻm này nha anh chị. Đó, đó anh chị thấy cái hẻm không? Đó. Rồi bây giờ Quyền Trang sẽ lên ngoài trước á, em mở định vị lên cho anh chị mình xem. Và sau đó em sẽ chạy một vòng quanh đây cho anh chị mình xem ha. Thì nhà của mình á là sẽ nằm ở hướng Tây Bắc nha anh chị. Đây, hướng nhà của mình nè, hướng Tây Bắc, sẽ nghiêng về hướng Bắc nhiều hơn. Rồi bây giờ em sẽ mở định vị lên cho anh chị mình xem. Đây anh chị xem nè, đó anh chị thấy không? Từ cái đây là cầu Tân An nha, cầu Tân An. Đó, anh chị quẹo tay phải. Đó, mình đi vô theo đường Quỳnh Việt Thanh, thì từ đường Quỳnh Việt Thanh á anh chị đi 130m thôi là tới vị trí nhà của mình. Và từ nhà của mình á đi ra ngoài con sông nữa là khoảng tầm chừng 100m nữa thôi ha. Đó, mình có sông Vàm Cỏ Tây ở đây ha anh chị. Ở bên kia là đã làm cái bờ kè rồi nè, bên mình là có một đoạn chưa làm thôi. Rồi bây giờ Quyền Trang sẽ chạy ra ngoài cho anh chị mình xem. Thì từ ở nhà mình, hẻm là hẻm ô tô vô tới, có chỗ quay đầu xe luôn nha. Từ nhà mình á, anh chị đi ra 130m thôi là mình sẽ tới đường Quỳnh Việt Thanh. Này, đường Quỳnh Việt Thanh nè. Còn anh chị quẹo mé bên tay trái á là mình sẽ đi ra ngoài chợ ở phường 2 đây. Đó, đi một đường một thôi, tầm chừng 800m thôi là mình tới chợ rồi. Còn đây là đường Quỳnh Văn Gấm nha anh chị. Đó, Quỳnh Văn Gấm nha. Đường này thì sẽ đi ra một con đường bự hơn. Nói chung là chị có nói với em là ở đây thì là trung tâm rồi, nhà cửa dân cư đồ nó cũng mắc hơn nữa ha. Đó, thì đây ngoài đường bự nè. Đây, nhà cửa dân cư rất là đông đúc luôn. Tuyệt vời ha anh chị. Thì nhà của mình thì anh chủ anh đang kẹt ngân hàng khoảng 3 tỷ mấy, cho nên là anh cũng gấp lắm rồi. Anh rất là muốn bán nhanh nhanh, thiệt là nhanh nha. Anh chị nào mà mình có thiện ý hay là mình thích thì mình cứ đi xem ha anh chị. Anh chị cứ đi xem thôi là được rồi. À, còn đây á, là cái đoạn ngay chỗ mà cầu Tân An nè. Lúc về á, chị chủ có chở em đi cái đoạn này. Thì ở cầu Tân An á, anh chị đi theo đường Quỳnh Việt Thanh là mình về tới nhà của mình. Hoặc là anh chị đi ngay chỗ này. Ngay chỗ này là chỗ bờ kè nè anh chị. Đây là sông Vàm Cỏ Tây nè ha. Ở bên kia là em đã thấy làm bờ kè rồi nè. Còn cái đoạn bên này của mình thì chỉ có làm một khúc thôi. Thì ở đây là cái chợ nữa nè anh chị. Đó. Đó, đó anh chị thấy không, ngay cái khúc này của mình là bờ kè nè. Sau này cái đường này của mình á là sẽ làm thẳng qua luôn, thì nó sẽ cách cái hẻm mà vô nhà mình tầm chừng 100m thôi. Đó, đây là cái bờ kè của mình nè. Đấy, nó chỉ là một đoạn tới đây thôi ha anh chị. Đó, cái đường này nè, anh chị cứ đi dọc thẳng lại tới sông luôn, khoảng tầm chừng 800m nữa là mình sẽ đụng tới cái hẻm mà của nhà mình á anh chị. Đó, còn đây là chợ nè.
Đó, nói chung là đường cái ngay chỗ chợ này nha sẽ thông ra ngoài đường Quỳnh Việt Thanh. Rồi anh chị quẹo tay trái theo đường Quỳnh Việt Thanh là mình sẽ về tới nhà mình thôi. Rồi thì cái này thì Quỳ Trang nghĩ là nếu như mà anh chị đi xem á, em sẽ dẫn anh chị chạy một vòng quanh đây luôn cho anh chị xem xét là thật là kỹ ha. Rồi cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em nha. Anh chị nào quan tâm thì alo em ngay nha. Rất mong được gặp gỡ anh chị sớm nè. Rồi cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em ạ. Xin chào.